bạn nào mà dùng cái hệ thống nhà thông minh thì các bạn cũng biết được rằng là chúng ta cần một cái bộ hấp để có thể điều khiển mà nhất là dùng với cái hệ ziby tức là cái sóng ziby các bạn ạ thì ở trên tay của mình đây có một cái bộ hấp tức là cái bộ điều khiển trung tâm các bạn nhé đây các bạn nhìn này smart gateway thì với cái bộ điều khiển trung tâm này nó sẽ tương thích với cái hệ sinh thái của tuja các bạn nhé tuja và chúng ta sẽ xem xem chiếc bộ này nó có những gì. Đây, bên trong của nó thì nó cũng chỉ có như này thôi. Cái này nó là cái gì đây? À, có một cái cái cáp để cấp nguồn cho cái bộ này với một cái dây lan. Thì cái bộ chính của chúng ta đây. Đấy các bạn nhìn thấy là nó thiết kế khá đơn giản. Phẳng và một cái hình vuông các bạn nhìn thấy. Nó cũng không đến nỗi to lắm các bạn. Ạ nó giống như một cái cục wifi thông thường thôi. thì ở đây có một cái cổng lan này, một cái nút reset này và một cái nút cấp nguồn. thì phía dưới các bạn nhìn thấy nó chỉ ghi là Zigbee lan gateway. có nghĩa là cái hub này nó sẽ dùng cái công nghệ sóng Zigbee để điều khiển các cái thiết bị mà nó dùng sóng Zigbee các bạn nhé. để cài đặt cho cái thiết bị này để nó kết nối với cái phần mềm thì với thiết bị này là của hãng Tuya thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm là Smart Life các bạn nhé. Bây giờ mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ kết nối cái thiết bị này vào cái phần mềm này Thì để kết nối thì chúng ta sẽ cắm nguồn cho nó này Chúng ta sẽ dùng một cái nguồn cục sạc bởi vì cái này nó chạy uh, nguồn 5V Và chúng ta sẽ dùng một cái dây LAN chúng ta cắm vào Thì mình lưu ý với các bạn một điều rằng Đó là cái mạng LAN này nó phải cùng mạng với chiếc điện thoại của chúng ta nhé Điện thoại mình đang bắt là Wi-Fi Thì cái Wi-Fi này nó phải cùng mạng với cái mạng LAN này Nếu như trong nhà của bạn mà nó có nhiều cái bộ chia ấy, hay là các repeater ấy, Thì các bạn lưu ý là để cài đặt được cái này Thì các bạn phải kết nối cái điện thoại của bạn vào một cái repeater nào đó mà có cổng LAN này Tức là hai cái mạng này phải cùng uh, mạng với nhau các bạn nhé Rồi các bạn cắm điện một lúc thì các bạn nhìn thấy nó có hai cái đèn nó sáng đây rồi là cái hấp này đã khởi động xong còn hai cái đèn bên phải này là cái dây lan nhé đèn mạng nhé sau đó là chúng ta sẽ vào phần mềm và chúng ta sẽ thêm thiết bị này, thì chúng ta sẽ tìm đến cái cổng kiểm soát này và chúng ta sẽ tìm đến gateway này, yeah, gateway có dây các bạn nhá, gateway có dây và sử dụng là Zigbee các bạn nhá, thì cái hub này nó có nhiều loại lắm, nó có thể là có loại sử dụng bằng Wi-Fi này hoặc là RF các thứ, thì với cái cục hub này của mình là Zigbee, rồi xác nhận ánh sáng hai đèn xanh là đang sáng này sang nhận này. Rồi các bạn sẽ chờ một lúc là nó sẽ tìm thiết bị và nó sẽ kết nối. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó cùng mạng nó kết nối rất nhanh này. Tí cái đã tìm thấy xong rồi, bây giờ nó đang kết nối này. Đối với sóng Zigbee nó cũng giống như sóng Wi-Fi thì các bạn ạ. Nó cũng hoạt động trên cái băng tần là 2.4 GHz các bạn nhé Nhưng mà do cái sóng Zigbee nó chỉ truyền tải dữ liệu với cái băng thông thấp. Nhưng mà tốc độ nó khá nhanh nên là nó rất phù hợp với các cái thiết bị uh, điện thông minh trong gia đình của chúng ta bởi vì các thiết bị điện thông minh này giống như là các công tác bật tắt bật tắt thôi và mỗi một lần bật tắt đấy thì nó chuyển trạng thái từ on sang up hoặc là up sang on tức là cái dữ liệu nó truyền đi nó chỉ là gửi cái dữ liệu về trạng thái thôi nên là cái uh, sóng zip nó rất phù hợp với các thiết bị của nhà thông minh các bạn nhé rồi sau khi mà các bạn đã ép uh, cái hấp này vào trong phần mềm này rồi thì bây giờ chúng ta có thể là điều khiển cái hấp này thông qua phần mềm hết. Rồi bây giờ nếu như các bạn mà muốn ép thêm một cái thiết bị nào đó cùng sóng Zippy thì các bạn sẽ ép như sau, các bạn sẽ vào cái hấp này, đấy các bạn kích vào hấp này, sau đó các bạn sẽ bấm vào cái ép thiết bị đây và các bạn sẽ bấm trên phết thiết bị, các bạn bấm trên thiết bị, nha. nếu mà nó chưa nháy như này thì các bạn bấm giữ cái nút ở trên thiết bị để cho tới khi đèn đỏ nó nháy, nháy nó nháy nháy như này nhá. Sau đó là các bạn sẽ uh, bấm vào led này, đó, thì lập tức là nó sẽ tự động tìm cái thiết bị uh, mà nó sử dụng sóng zpi ở gần đấy và nó sẽ ép thêm vào cái hấp này. Các bạn nhìn thấy, không? đấy nó ép xong rồi đấy, Đây, nó tìm thấy rồi, hoàn tất này, hoàn tất này, ok, đó. Rồi các bạn nhìn thấy chưa Bây giờ với cái hấp này Thì khi mà cái thiết bị này Hai cái má cửa này nó chạm vào với nhau này các bạn này Nó chạm vào với nhau Thì nó sẽ báo này Các bạn nhìn ra Đấy nó báo này Nó báo về điện thoại luôn nhá Nó báo về điện thoại luôn này Còn mở ra này Đấy các bạn thấy chưa Đóng vào này Thì với cái bộ hấp GB này thì nó dùng cái công nghệ sóng zip nên là cực kỳ tiện dụng ở cái chỗ đó là nếu như cái mạng lan này hay là cái mạng internet mà nó bị mất thì các thiết bị ở trong nhà vẫn có thể điều khiển được cho nhau đây mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn này ở à, cái bộ hấp này đang kết nối với hai thiết bị nhá một cái thiết bị là cảm biến cửa này và một cái thiết bị là công tắc để bật cái đèn này thì bây giờ mình sẽ tạo uh, một cái ngữ cảnh cho nó đó là trường hợp khi mà cái cảm biến cửa nó đóng thì nó sẽ bật đèn nhá đây uh, trạng thái thiết bị thay đổi này đo sensor này on này thì đèn này là sẽ bật lên này điều khiển thiết bị này switch này bật lên này rồi tiếp này lưu này Để là bật này rồi khi mà cảm khi mà cái cảm biến cửa nó lại đi xa xa thì là nó sẽ tắt đèn mình sẽ thêm một cái ngữ cảnh nữa bây giờ chúng ta đã có hai cái ngữ cảnh này một là khi mà cảm biến cửa vào thì là bật đèn còn cảm biến cửa đi ra là tắt đèn bây giờ chúng ta sẽ cùng test xem nhá đây cảm biến cửa đây các bạn nhìn này mình đẩy cảm biến cửa đi vào này đấy à, cảm biến cửa đẩy vào thì là tắt à thế bây giờ cảm biến cửa đẩy ra này đấy cảm biến cửa đẩy ra thì bật đèn nhá lúc nãy mình hơi bị nhầm nhầm một chút đó là đẩy ra thì bật mà đi vào thì tắt này đi vào tắt này Đấy, đẩy ra là bật này. Đi vào tắt này. Đẩy ra là bật này. Ok. Như vậy là đang hoạt động với cái thiết bị trong nhà này đang hoạt động và nó được truyền qua Internet. Sau đó nó truyền tới điện thoại của mình và nó báo động đúng không? Đây nha, mình đặt vào này. Các bạn nghe tiếng báo động này. Đấy, nó báo động với điện thoại luôn. Đấy, nó kêu tiếng báo động như vậy. Thì bây giờ nếu như mà mình rút mạng Internet này ra. Đây nha, mình rút cái hấp này ra này bạn thấy chưa mình rút ra rồi coi như là cái hấp này không được kết nối internet nữa thì bây giờ hai cái thiết bị này nó có giao tiếp để nó hoạt động được hay không đi vào này tắt này đi ra này bật này đi vào tắt đấy thì các bạn thấy không khi mà uh, cái hấp này nó không được kết nối internet thì các cái thiết bị trong gia đình của chúng ta nó vẫn hoạt động nó vẫn kết nối để nó hoạt động bình thường nhưng nó không báo động về điện thoại các bạn nhé các bạn lưu ý là nó sẽ không báo động về điện thoại nhưng mà thiết bị của chúng ta hoạt động bình thường thì đấy chính là cái ưu điểm của cái bộ hấp mà sử dụng công nghệ sóng Zigbee các bạn nhé có nghĩa là chúng ta sẽ không cần liên quan không cần quan tâm tới cái uh, mạng internet bởi vì mạng internet nhiều khi nó cũng hay bị chập chờn lắm nhưng các cái thiết bị trong gia đình của chúng ta miễn là được cấp điện cho cái bộ hấp này thì các thiết bị vẫn hoạt động bình thường đây đi ra bật đèn đi vào tắt đi ra bật đèn đi vào tắt cái bộ hấp này nó cực kỳ cần thiết cho uh, các cái thiết bị mà sử dụng sóng díp đây mình sẽ cho các bạn xem bên trong của cái bộ hấp này các bạn nhìn thấy chưa đây bên trong của nó sẽ có một cái mạch như này các bạn nhìn thấy là linh kiện cũng khá ok đấy cũng khá thương hiệu đấy con này nó là cái con kết nối lan và xử lý trung tâm này còn đây nó là con ram con ram này thì mình tra mã của nó là được 4 mê các bạn nên là với cái bộ hấp này thì nó có thể kết nối được khoảng 70 thiết bị các bạn nhé có những cái loại mà là 16 mê thì nó kết nối được khoảng hơn 100 thiết bị thì thông thường gia đình nhà chúng ta mà ít dùng ấy, thì chúng ta dùng cái con này cũng được giá thành nó rẻ hơn một chút À, bây giờ hiện tại thì nhiều shop người ta bán người ta cứ lập lờ lắm các bạn ạ à, giá thành thì người ta cứ để lập là lập lờ nhưng người ta không ghi rõ là cái thông số kỹ thuật ở bên trong con này là bao nhiêu nên là có những cái mà cũng như con này này nó bán tương đương bằng với giá của con 16 m nếu người nào không biết đấy là chúng ta là mua hớ thì mất khoảng 1 200 gì đấy còn cái này chính là cái mô đun zip bi các bạn nhé đây mô đun zip này đây cái mã của nó đây TIZS4 này thì thông thường nó sẽ dùng ngay cái cái, cái cái cái, mạch này làm cái anten này nhưng mà với con này người ta sẽ có câu lên một cái anten ở phía trên này là để mở rộng cái độ phụ sóng nếu các bạn nào biết các bạn có thể chế thêm một cái anten giống như cái ten wifi để cho cái độ phụ sóng nó sẽ rộng hơn ở đây thì các bạn có thể thấy hình như nó đây nó là con rôm thì phải con rôm tức là con uh, lưu chương trình này còn cái, cái cục này nó là cái cục lọc nhiễu của cái tín hiệu mạng lan. Còn phía sau đây. Phía sau thì nó cũng chả có cái gì cả. Ở đây nó cũng có một cái nút này. Mình chưa hiểu nó là cái nút gì. Khả năng nó cũng là cái nút reset thôi. Thì ở đây nó cũng có cái nút reset đây rồi. Thì các bạn lưu ý là trên thị trường bây giờ nó có hai cái loại. Một cái loại là dùng có dây và một cái loại là dùng không dây. Cũng đều là sóng zippy cả. Nếu như mà cái loại không dây thì nó sẽ kết nối với mạng internet bằng sóng wifi Do đó nó sẽ có hai cái module này Một cái module Zipi và một cái module wifi Tuy nhiên cái dòng wifi thì nó lại rẻ hơn so với cái dòng mạng LAN có dây này các bạn ạ Thế nó mới hay chứ Mạng LAN này nó là cổ lỗ sĩ rồi Nhưng mà cái mạng LAN này nó có một cái ưu điểm đó là cái tốc độ truyền nhanh và ổn định hơn wifi nên là thông thường nếu như mà các bạn mua thì các bạn nên mua cái loại có mạng lan như này để cho tốc độ truyền nó ổn định nó nhanh hơn. Còn cái mạng wifi kia thì nó tiện đỡ dây dợ lằng nhằng nhưng mà à, nó sẽ hay bị chập chờn nhất là cái sóng zipy này nó lại cũng dùng cái công nghệ truyền sóng trên cái băng tần 2.4, wifi nó cũng dùng băng tần 2.4. À, bây giờ cũng có một số thiết bị nó dùng băng tần 5 chấm rồi nhưng mà nhiều thiết bị vẫn còn đang dùng 2 chấm. Do đó là hai cái băng tần mà nó trùng nhau thế nó dễ gây nhiễu. Vì vậy là các cái hấp mà dùng wi wifi ấy thì mình thấy là giá nó thành nó rẻ hơn. Nói tóm lại là các bạn mua thì các bạn nên mua cái là dùng có dây la này thì sẽ ổn hơn, ngon hơn. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một chiếc hấp một thiết bị điều khiển trung tâm cho nhà thông minh sử dụng sóng Zigbee. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.